Mình có một cái bạn khách hàng, bạn ấy là nam. Bạn ấy 31 tuổi và một liệu trình đầu thì bạn ấy đã giảm được 9 kg. Và sau khi mà giảm được cho bản thân mình rồi thì bạn ấy bắt đầu lại giới thiệu cho em trai của bạn. Và em trai bạn ấy thì đến thực tình là em trai bạn thì còn bất ngờ hơn. Là bởi vì em trai bạn ấy sau khi mà giảm cân mới coi như là bây giờ là đang được 14 ngày thải mỡ lỏng thôi. Nhưng mà 2 ngày đầu thải mỡ lỏng thì em trai bạn ấy đã giảm được 3,7 kg trong 2 ngày đầu. Và tới hôm nay ấy, thì tổng ký ấy, bạn ấy giảm sau 14 ngày ấy, là bạn đã được 5 kg rồi.